Như vậy là cơ duyên bắt nguồn từ mấy con gà. Dạ đúng rồi. Đơn vị hay trêu em là tự nhiên ra mua gà nhỏ và bắt được gà to. Vận dụng các hình thức chiến thuật mà đã học được ấy, là loại bỏ cái lớp hàng rào ngoài cùng đấy là bố vợ đấy, để tiến công vào dần dần đó là em gái, xong đến mẹ, xong em trai nữa, bắt đầu mới người ta gọi là thế đánh nở hoa trong lòng địch, bắt đầu mới bắt chọn được cô này. Wow, cầu hôn ngay đêm tân hôn. Cái này nói dối não này. Chào đón hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản quân đội. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em xin tự giới thiệu bản thân, em họ tên đầy đủ là Trần Tiến Kim Quân. Đơn vị đang công tác hiện nay là Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 và Quân đoàn 4. Và hiện tại đang 25 tuổi và đang có một cô vợ xinh đẹp ở bên cạnh. Em chào anh Thuận, chị Thanh Vân và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Diễm Thúy, năm nay 27 tuổi, đang là kế toán của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Kế toán. Dạ. Rồi làm sao mà anh bộ đội lại gặp được cô kế toán nào? Không suy nghĩ ra luôn. Cái này mà chắc phải để chồng em trình bày. Em ra trường tháng 9 năm 2021, lúc đó là thời điểm đang dịch Covid-19 á. Khi mà ra ngoài thì đơn vị lúc đấy là đang cấm trại, mà khi đó vận chuyển các hàng hóa từ ngoài vào trong là thông qua cái cổng mà hiện nay là cổng 320 của sư đoàn 9 đấy. Đấy, ở đâu em? Dạ ở chỗ Củ Chi á. Dạ đó là khu vực đấy. Thì đối với bản thân em thì thời điểm đấy rất hay là mới về nhận công tác thì được đồng chí đại đội trưởng giao cho nhiệm vụ trọng trách lớn, đó là đi lấy gà. Đầu tiên là gặp là bố vợ đầu tiên. Đó là di chuyển gà, mà có nghĩa là khi mà thời điểm đấy là sẽ phun khử khuẩn gà ngoài và đưa vào. Rồi. Và tự nhiên là cái số điện thoại đấy là kết bạn với bố vợ luôn. Đấy, vì bố vợ bán gà. Đấy, ở ngay cổng. Thế nên là tự nhiên quen bố vợ trước. Xong bắt đầu là đúng mùng 1 Tết của năm 2022 thì em ghé ra nhà bố vợ đấy. Và tự nhiên là nhìn được cô bé này. Mới năm ngoái nha. Thời gian cưới thì rất nhanh. Có nghĩa là tháng 9 2021 ra trường thì 20 tháng 11 năm 2022 là em kết hôn với cô ấy. Từ đầu năm này đến cuối năm đã cưới rồi. Dạ đúng rồi. Như vậy là cơ duyên bắt nguồn từ mấy con gà. Dạ đúng rồi. Đơn vị hay trêu em là tự nhiên ra mua gà nhỏ và bắt được gà to. Nhưng mà cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà em nhìn thấy con gái của ông bác bán gà, dạ, thì em ấn tượng gì về cái cô gái này? Dạ ấn tượng điều đầu tiên đó là ánh mắt của cô ấy. Là thời điểm đấy khi mà cô ấy mùng 1 Tết mà đang chuẩn bị đi chùa, nhưng mà tự nhiên cô ấy lườm em gái. Đấy, một cái lườm. Cái nguyên nhân thì em chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà hôm đấy là đang lườm em gái ruột của cô ấy. Thế nên là lườm em gái của cô ấy. Đang lườm em gái. Rồi, đúng rồi, không phải lườm em. Thế nên tự nhiên ấn tượng cái đôi mắt lườm đấy. Lạ nha, lần đầu tiên em thấy. Nếu như mà ngày hôm đó mà bạn này mà cười với em gái là chưa chắc anh ấn tượng đâu. Vâng. Giờ lườm đó hay nhỏ, chắc là cái nét lườm đó. Nét lườm đáng yêu. Em thử lườm chị xem nào, em thử lườm. Dễ thương thật, dễ thương thiệt. Rồi sao mà em tiếp cận được với cô này? Sau đó thì vận dụng các hình thức chiến thuật mà đã học được ấy, là loại bỏ cái lớp hàng rào ngoài cùng đấy là bố vợ đấy, để tiến công vào dần dần đó là em gái, xong đến mẹ, xong em trai nữa, bắt đầu mới người ta gọi là thế đánh nở hoa trong lòng địch. Bắt đầu mới bắt chọn cô này. Wow. Ôi, có chiến thuật rõ ràng. Ông bố vợ lại thấy là có một vị khách hàng mua rất nhiều gà của mình, xong lại thích con gái mình nữa. Trời ơi, hay thật. Nhưng sự. Nhưng mà rồi bây giờ anh hỏi em nè, cái ngày đó em nhìn thấy anh không? Dạ có. Thì lúc đầu em cũng ấn tượng xấu anh này. Hả? Dạ. Ấn tượng xấu luôn. Đúng rồi. Không, tại hôm đó là cũng ảnh kể là mùng 1 Tết, thì hôm đó thật ra là buổi sáng mùng 1 là em đi chơi. Em chơi về chiều về thì em ấn tượng là cái biển số xe. Tại thường em là thích đi du lịch, đi phượt á, là em hay coi biển số xe lắm. Thì em thấy là biển này là 48 Đắk Nông. Cái xong kêu ủa ai Đắk Nông qua đi chơi hay mua gà. Thì em thấy có một chàng trai đang ngồi với ba em nói chuyện vậy á. Sau em đi vô một hồi, sau em rủ mẹ đi chùa. Thì hôm đó là sao đi chùa cũng cầu duyên. Cái sau em đi chùa cũng cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ á. Mà em về thì vẫn thấy anh này ngồi nói chuyện ba em. Vẫn còn ngồi nói chuyện ba em. Cái tới lúc em về thì anh này cũng tự nhiên đứng dậy chào đi về. Mà em chào lại thì cũng nhìn đâu dưới sàn nhà, không có nhìn em. Anh kêu, quái anh này sao lại ghê, chào không chào lại. Cũng ấn tượng không tốt. Xong tự nhiên đâu tháng sau có một số lạ nhắn tin. Mà nhắn sớm lắm chị. Nhắn là
trong đôi mắt em có một điều gì đó thật là lạ. Là ông bạn là lườm lườm đó, bạn lườm đó. Lần đầu tiên trong đời em mà da gà da ốc gì nổi lên hết. Mà em không hề biết cái chủ nhân của cái số đó là ai luôn. Tại Zalo là ảnh không để ảnh luôn. Sau cái tuần sau em về em mới hỏi ủa ba Trần Tiến Kim Quân là ai. Thì thằng bữa mùng một Tết đến chơi thăm nhà, cái em mới hỏi biển số xe 48 Đắk Nông quá hả? Đúng rồi đúng rồi. Là đó, từ đó rồi mới biết. Sao em còn nói ba là trời nhắn tin xinh rạ lắm, chắc không tới đâu. Cuối cùng là giống như là ghét của nào chờ cha của đó đó anh. Anh nghĩ là ba em là cũng đã biết cái điều này và cũng đang là muốn đẩy thuyền đó. Ba cho số mà. Đúng không? Đúng không? Là bố cho số. Dạ. Bố vợ cho số. Phải vận dụng nhiều. Nó vận dụng nhiều đó. Cái hình thức lắm mới được cái số đấy. Có nghĩa là trong thời gian đấy là phải rủ ba đi ra ngoài liên tục. Đặc biệt là thông qua rượu bia thì bắt đầu mới khai thác dần được cái số đấy. Ôi à, phải căng thẳng như vậy. Chắc cũng phải là hỏi han rất là nhiều về con gái của cô bố vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này trực tiếp là thông qua bố vợ. Bố vợ là rất thích chia sẻ. Bởi vì bố là trước kia là cũng công tác trong quân đội. Đó. Là bố cũng cảm tình với bộ đội đúng không? Thế nên là mình phải tạo cái hình ảnh đẹp nhất cho bố thấy. Đấy. Cưa có lâu không? Thời gian nó cũng rất là nhanh, khoảng 6 tháng. Thì lâu dữ vậy ta? Lâu quá vậy? Lý do gì đâu? Dạ. Tại cái thứ nhất là ảnh trong quân đội cũng ít gặp. Thường là ví dụ như tuần này ra được thì tuần sau không ra được, là tuần sau nữa mới ra được, mà ra là lúc chỉ có 2-3 tiếng thôi vậy. Đó là mình cũng phải tìm hiểu dần dần. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó là nó khi nào? Xuất hiện là ở trong rạp phim hay là ở quán cà phê? Cái nụ hôn đầu tiên thì thực chất nó là cũng một cái sơ ý thôi chị. Thì mình hôm đó thực chất là đi coi phim. Thì lúc đầu thì cũng đâu có là gì đâu, thì cũng nắm tay bạn lẻ nắm tay thì anh này cũng run rồi. Anh này kiểu cũng nhát lắm. Dạ, kiểu cũng biết ý thôi, kiểu hơi dựa vai anh nè thì mình cũng dựa thôi. Nhưng mà coi phim một hồi lâu á, cái xong kiểu cũng mỏi, xong cái đầu nhòm dậy cái là tự nhiên anh quay qua, mình cũng quay qua cái là chạm mặt nhau. Đúng rồi, chóc ngay miệng vậy đó. Sau là dần dần cái nụ hôn đầu tiên. Trời ơi, như phim Hàn Quốc ấy anh. Như phim vậy. Bây giờ cầu hôn đi. Cầu hôn lãng mạn không? Dạ, chắc cũng hơi lãng xẹt một xíu. Lãng xẹt luôn. Dạ, cầu hôn ngay đêm tân hôn. Cầu hôn ngay đêm tân hôn. Dạ. Cái này nó dối não này. Cầu hôn như nào? Kiểu đang ngồi trên giường thì em đánh xây tóc. Thì ảnh đâu ảnh rút ra cái nhẫn à, em mặc dù có mụn màng nhưng mà anh muốn cầu hôn em làm vợ anh nha vậy đó. Ôi trời. Ủa sao mấy cái này nó đi ngượng ngượng, nó đi ngượng ngạo sao không? Thật ra lúc đấy là em công việc cũng hơi bận nhiều, thế nên là tới cái ngày sát ngày thì em mới nhận ra cái mình chưa cầu hôn. Đấy, sau bắt đầu mới nhớ ra, mà trong khi đấy đặt là phải tuần. Thế mà tự nhiên đặt nó lệch ngày. Đáng lẽ phải trước ngày hôm đấy hôm cơ. Nhưng mà ai dè nó lệch vào đúng buổi trưa hôm đấy mới nhận được mặt hàng đấy. Cái nhẫn hả? Dạ đúng rồi. Thế nên là tự nhiên buổi tối không biết nói sao. Nói chung là nói hết cái tấm lòng của mình. Đấy thật ra hơi muộn nhưng mà đấy là tình cảm chân quý của anh. Đúng rồi. Rồi cưới xong rồi hai vợ chồng có được ở gần nhau không? Thời gian đầu thì khi mà đi hưởng tuần trăng mật xong á, lại phải trực 3 tuần liên tiếp. Bởi vì là anh ở đơn vị có việc gia đình cho nên là phải trực. Thế nên về là lại xa nhau. Lại xa nhau. Thế rồi hai vợ chồng ở với nhau gần được, gọi là cứ cho là gần được một năm đi, thì có thấy là người kia làm cho mình hạnh phúc hay là thấy người kia làm cho mình bị vỡ mộng? Có thấy người kia có những cái tật xấu mà lúc mình yêu mình không thấy không? Dạ có, cũng có. Đây phần nào, hay này. Thì hồi trước là lúc quen em á thì em thấy ảnh rất là nghiêm túc, thấy nhiều khi còn chững chạc hơn mình nữa. Nhưng mà từ cái hôm đám cưới rồi rượu bia này nọ nhiều, em mới biết là ảnh lầy và nhây lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện về nhây và lầy của ảnh đi. Lầy nhây mà cũng đôi khi chơi ác chơi dơ. Trời ơi, cái đó khán giả thích lắm em ơi. Em ơi bắt đầu ngay, bắt đầu ngay. Cụ thể đi. Giống như là ví dụ như mà dắt vợ đi chơi mấy công viên nước hay là mấy cái hồ bơi á, việc đầu tiên đó là dìm cho vợ uống nước nhiễm. Trời ác dễ sợ luôn nha. Uống đã xong rồi em giận em hờ là bắt đầu dỗ cứ hay vậy á. Sao em lại có một cái trò chơi nó vui nhộn quá vậy em hả? Em còn nhiều hơn thế. Cái đấy chỉ phần mở đầu thôi. Rồi tiếp tục đi em. Em là thuộc dạng kiểu hay bị nhột. Trong cái lúc mà em bữa, lúc mà em vừa ăn no xong vừa cù lét, xong rồi đợt đó là còn kiểu ăn kẹo trong miệng á, ăn kẹo nhân sâm. Mà lúc đó là em không thích kẹo nhân sâm ăn. Xong kêu thôi vợ ăn đi, kêu không là bắt đầu là đùn. Đùn miệng quá. Hay là đùn cục kẹo quá. Mà mùi nhân sâm không? Nhân sâm không?
À để ra hôn xong rồi là đùn sang. Đùn cứ qua lại. Trời ơi, xong rồi em kêu là thôi không ai mà cứ đùn qua lại. Xong tới hồi mà em sắp muốn ói luôn rồi mới bắt đầu dừng. Trời ơi. Kiểu vui thôi đừng vui quá luôn. Dạ đúng rồi. Có lớn tiếng với vợ không? Dạ không. Ví dụ như mà bữa nào mà bực con người là im. Im thôi chứ cũng không có lớn tiếng. Nhiều khi mình cũng bực mình cũng phát ra mà không thể nào phát ra được. Có cọc tính không? Dạ cũng có, nhưng mà cọc tính theo kiểu là im á anh. Im á. Dạ. Rồi đến lượt Quân. Qua quá trình kết hôn tới giờ thì hiện tại là chưa thấy cái khuyết điểm nào lắm, chủ yếu có một cái đơn giản nhất thôi. Là mỗi đêm nằm ngủ trong vòng tay của em ấy, thì luôn phát ra cái bản giao hưởng nó thật là du dương. Nó du dương, cảm giác là em cũng du dương theo. Thế nên là rất nhưng mà nó ru ngủ đó nghe. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mà cô ấy không phát ra những cái bản nhạc là lòng khó ngủ ngay đó. Đấy, đêm mà... nằm vợ ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà đấy. Nhưng mà thật ra cái đó nó không phải là tật xấu đâu. Đúng rồi. Đó là vợ em đâu có muốn. Đúng rồi. Không ai mà muốn cái điều đó nó xảy ra. Đúng rồi. Mà sao có ghen không? Hay là có ăn hiếp mình không? Dạ cô ấy thì nói chung là với thân hình như này và có đai của đi karate, thế nên là đôi khi vẫn sợ. Bởi vì giơ cước cao lên tí là bắt đầu phải lùi ở phía sau khoảng 3 bước. Bởi vì nếu mà nhấc chân lên cái lại khả năng em bay. Đấy, thế nên là em phải giữ khoảng cách. Nhưng lúc có khi nào bị dính đòn không? Dạ dính thì cũng nhiều rồi nhỉ. Vợ chồng nhà này là ở nhà là hay thích chơi trò thái cực quyền với nhau ấy. Ủa là em là có đài bên karate à? Dạ cũng học một chút anh, mỗi võ một ít. Đủ xài với ảnh thôi đúng không? Dạ đủ xài với ảnh thôi. Thế thì bây giờ các em mong muốn người bạn đời của mình nếu như cần phải thay đổi để cho hoàn hảo hơn thì đó là những điều gì? Đối với bản thân em thì cô ấy chỉ cần lúc nào cũng mỉm cười, trước khi gặp em thế là em hạnh phúc rồi. Đấy, chỉ cần đơn giản. Ngọt ngào quá đi. Thế còn em thì sao? Dạ em thì cũng không mong muốn gì ngoài việc bớt dây lại. Dây quá nhiều khi em cọc xong rồi cũng anh dỗ chứ ai dỗ. Em biết đấy là cái trò vui đó em. Dạ. Và Vân biết không, anh nghĩ rằng là với cặp vợ chồng này khi mà có baby thì anh nghĩ siêu vui sẽ đấy. Rất là vui. Vâng. Và cô vợ sẽ rất là khỏe mạnh. Dạ. Bởi vì luôn luôn nhận được những cái nguồn năng lượng vui tươi từ anh chồng. Đúng rồi ạ. Cảm giác đôi vợ chồng này có một cái năng lượng tích cực rất là lớn. Đúng mà rồi. Mình cảm nhận được ngay lập tức khi mà mình nhìn thấy họ cười. Đúng rồi. Và mong là bọn em sẽ luôn luôn giữ được tiếng cười, một cái gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và cái tình yêu và niềm hạnh phúc lúc nào cũng có ở trong trái tim của hai bạn. Cảm ơn anh chị. Hai em có thể giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Ông Vân, chào khán giả cùng xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ, hiện tại em đang công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân, năm nay em 29 tuổi. Wow. Đó, sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Vui ha, cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó, chữ phòng không á, là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có ai. Em ở phòng một mình em, có nghĩa là phòng không chiếc phòng. Phòng không chiếc phòng. Đúng không? Không là khác à? Phòng không là khác. Phòng không quân đó là, tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á, biết không? Tiếng Việt mình rất là phong phú đúng không? Phòng không. Rồi bây giờ em đố chị, khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì? Phòng đôi. Phòng đôi. Cái giờ phòng gì? Đó. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị và khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ủa còn, vậy? Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau, chứ chưa gặp nhau mà gặp mặt nhau là lần đi nào. Đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Bây giờ anh đoán nha, một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ đúng rồi, quen nhau trên mạng. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn? Dạ. Wow. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À, dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được đây ạ. Webcam chỉ là lần duy nhất. Chỉ một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên hỏi Nguyên nè, Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi, nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội. Nên từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á, là
em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa. Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi. Chứ em không có nghĩ là... Nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội? Dạ, tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình, rất là chu toàn, nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe. Lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi, nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Còn em thì sao? Dạ, lúc đầu á, là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á, thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu xong em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng. Thế người ta mới chỉ cái xe cúp. Thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh rồi nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác ác thì sao sao, không có hiền. Cái mà lại đeo kính đen nữa, bộ đội ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra. Ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bên xe á, là người ta cảnh báo, xong cái em không dám nghe. Xong lại em hỏi em có phải là Trang không? Bảo dạ đúng rồi em là Trang. Bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi xong rồi, đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà ổng nó đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quả này thôi dẹp đi, không cưới xin gì hết á. Tự nói với mình hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau, ổng gắp đĩa thịt gà. Sau cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, rồi cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Thế xong cái bảo không em không sao em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Xong cái về tới đơn vị, ổng cởi mắt ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3. Ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ có 2 tháng thôi. Sau khi cưới rồi đó thì hai em có ở gần nhau? 2 năm. 2 năm trời. Những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á. Xong nghĩ trời ông này chắc ông tịch quá. Xong cái em cứ nghĩ xong cái... Ổng kêu tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong cái bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng anh dầm ở rề ngoài Hà Nội á. Thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi trong suốt quá trình mang bầu á, em tủi thân lắm luôn á. Cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên trời, em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đau đẻ, xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Vợ em sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay vào Sài Gòn thăm vợ. Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh ở Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em là đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em là làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. Vậy đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui, mà lúc đó em thấy buồn cười là bảo ủa, mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. Lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn ta 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Em hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá? Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận. Mà chưa bao giờ nghĩ hối hận mà. Lần sau, kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ, có chị. Nó vẫn lấy chú bộ đội luôn? Có cái khổ, có cái sướng. Sướng là cái sướng, mình lấy bộ đội làm sao? Dạ, lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á, thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì anh hầu như là ảnh lo hết. Ảnh lo từ A đến Z. Đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm ông bộ đội cưới anh nghe.
Sao bây giờ vẫn vậy luôn? Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng của Độ khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con cũng rất là nghiêm. Là em sướng ở chỗ đó. Khổ? Dạ, khổ thì anh đã đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi mà mình em. Hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á, thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi. Ổng đi mà ở nhà trời ơi, em cảm giác mà em không có làm được luôn á. Thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm. Cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ chưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy, thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi. Xong bẵng 1 năm ổng về thì em nói ủa mình làm được chứ mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình được rồi. Đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền linh rồi. Là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Dạ. Nhưng mà anh nấu ăn ngon lắm đúng không? Dạ. Không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi. Tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy. Anh nhắn tin với ai? Làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt. Hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm. Nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà là con chọc mất đầu. Rồi bây giờ bị bắn hả? Không ạ, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn, cạo 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 rạc rạc. Mình chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp. Thôi chắc nghĩ là chắc ông cũng chuẩn. Thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên nhìn thấy con nguyên, có nguyên cái chỏm này nữa thôi là sắp đứt rồi. Là sắp coi như là cái đầu là trắng bóc luôn. Không còn gặp tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi rồi bảo anh làm trò gì vậy? Xong bảo đưa con đây, con của anh mà. Xong cái bảo em bảo con ai? Tôi không đẻ, ai lấy anh lấy đâu ra con. Thế là xong cái ổng bảo đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng đùng cái em đòi bỏ đi. Em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái. Nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết. Chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì cũng không có cái điểm xấu gì, chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận, ổng hay im lặng. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải có người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi. Em cứ cho nói hoài, nói miết em. Một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn cái điểm. Không bao giờ cãi lộn. Thôi bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải nghĩ xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế. Chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Kiêng kiêng tức là ông bà kiêng. Dạ. Không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không, là ở trong cái thời bình như vậy á, tự nhiên mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á. Họ yêu xa nè, họ chờ đợi, họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối, có nghĩa là không cần điều kiện gì cả, chỉ biết là mình yêu thôi. Thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp. Theo chị thấy như vậy. Ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ của tất cả những cặp gia đình khác, thì cái tình yêu của tụi em á rất là lý tưởng. Cho nên là nếu mình đã đến được với nhau, mình đã có được nhau rồi thì phải nên giữ. Và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm.
và đừng bao giờ nói chuyện chia tay, bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn, bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc. Cho nên khi mà anh quyết định lấy em á, là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không. Thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm, đúng không? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều nha. Cô Hồng Vân xin chào chú Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Số năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản ạ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có khi nào có là... một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu con, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là ấn vậy được không? Ôi sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Sô. Dạ. À, phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con buôn bán. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt à, online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán các loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh rồi chị. Nó lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nói nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là cũng là năm mấy rồi. Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ. Gần 2 năm. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được 1 năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy con... là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Là bé rưỡi. Trời ơi nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Rồi, sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Chị cũng vậy đó. Như vậy là bé đâu là bé bé dạ, bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Bao nhiêu đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. À, hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi. Nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á, thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình, trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát ha, xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cái kết bạn đại à, nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà Sô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á. Tức là bấm nút thích rất là nhiều. Nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này. Với vợ con nữa và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng dạ. không con? Sau đó thì có lúc buồn cái tự nhiên lại vào. Vào rồi lại kết bạn lại rồi lại lấy cái lại. Số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á con có suy nghĩ con dạ có nghĩ là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn không? Con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app.
Nên mà là... cái lúc mà tự nhiên ảnh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu, cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô, cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, cái con thấy lạ quá con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô. Cái đổi hình nền cái con thấy à thì ra là ông nội này, cái xong cái con mới nhắn tin lại sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô, cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông cũng tuổi dạ mà. Con lớn đúng không tuổi. Dạ. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần, tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục, mà thời gian đó thì vợ con đang làm công ty. Thì hay đi ca 2 ca 3 rồi xong rồi buổi tối làm ca 3 rảnh, mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ. Sợ tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn. Mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương. Lù lù một xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại em dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mồi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung, rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, ta ít nói, bạn này rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai, phong quá. Độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó. Đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chắc bạn bè thôi à. Dạ. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu mình. Gặp mình nữa. Lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Con nghĩ trong đầu dễ gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra khúc đó đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Cái thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tụm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều chiều tờ ngày mai anh xuống á thì
gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng này... nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này dạ. là có mối mà mối dạ. ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy, cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm. Ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không thấy có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi cà ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa, cái mẹ nói tao đi cà ba thấy mày đi cà ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Xong cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình, cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi là em phải xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai là xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là lần này anh đi anh mời bố theo nữa. Nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố e con hay là bố? Dạ bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến đó đi cũng rất là vui. Đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình, cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao? Bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói. Nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện. Và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa. Dạ. Cái nụ em hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ chỗ gửi xe về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đón ban đầu xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường. Bắt đầu dạ. Cướp răng nhau. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ lạnh người. Dạ. Trời ơi mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Tại vì con quen cứ hung lần đầu là con vậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó dạ. Rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm dưới đó. Thì ở dưới đó thì buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club trong lúc nó không gọi lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không. Cái con mới nói được sao không thử đi anh uống vài. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn.
say nhưng mà là say tình. Tình. Đó. Say tình. Đúng không? Say bia. Chú một chai bia ướp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ kế hoạch. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cưới mới nói, em nói cho anh biết. Hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt, hồi nào em nuốt. Cái xong, lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mấy đứa mới đám cưới? Kể từ buổi tối đi mấy? Dạ cuối 30 tháng 4. Dạ thì sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới. Thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ưng liền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn. Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn, là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Nó ý là vậy. Nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui, vui chứ. Đã xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như là có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ. Tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để lên tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ kiểu vậy. Có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi. Chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết. Thì hai chồng có gặp nhau xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi. Những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ anh cũng sợ là hai đứa mình xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Như là biết trước đó luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm đó, bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cái đâu đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó. Cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm, trong tút trong sâu á,
bà chủ bà nói một tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu còn ở một tiếng thôi thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mần xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng đúng đúng. Hết giờ, hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước thì trả tiền trước đúng giờ. Phải đi về thôi để ta còn tiếp khách khác đúng không? Đúng giờ là lên đường đó. Cái xong, cái xong rồi sau này khi mà về con ra lại con tính mới toán lại. Dạ, mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng. Lý do chính đáng một. Mất hồn rụng trứng rớt bẹp. Rồi. Trời chồng này vui quá. Ừ. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con coi, con thích con chương trình không? Này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói bụng. Nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói này, nãy vợ con có quốc cho hộp cơm mà. Dạ. Chồng giờ nó lên, bởi vì nó vui đó chị. Nó vui đó. Chứ không mà cái giờ nó vui quá trời. Cái giờ mà nó bạo lắm á. Nổi rồi. Rồi xấu tính đói nè. Nổi gì nữa? Dạ với lại kiểu là gấp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh gấp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn. Là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á. Là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những cái tính của vợ. Nói trước mặt người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nó anh đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không nên vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. hay. Rồi, bây giờ tới con đó, Sô. Dạ, con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con phải suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh hay nghĩ vậy cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô đúng việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin là ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con.
Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như con đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay là hay gọi video cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, chứ không cần vợ phải thay đổi gì hết, tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú này rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Yeah. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Yeah. Đúng không? Yeah. Bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Yeah. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Yeah. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung ảnh rất là tâm lý. Yeah. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là anh nhờ con kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, anh lấy tay anh che nhiều cái là anh làm âm thầm lắm, anh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân. Yeah. Mình nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Yeah. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi, vợ. Yeah. Chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Yeah. Nhưng cái có những cái á theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Yeah. Một cái hành động rất là cụ thể. Yeah. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi ok tiếp chị Vân. Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó. Nãy giờ 100 cặp á. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi. Thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Yeah. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Yeah. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Yeah. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Yeah. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Yeah. Con hiểu cô không? Yeah. Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi mặc dù anh không mong muốn, nhưng yeah, mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng, tại bạn làm ca làm kiếp. Yeah. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Yeah. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Yeah. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề. Yeah. Liền. Yeah. Thì không bao giờ suy diễn nữa. Yeah. Đúng không con? Đúng không rồi. Bao giờ suy diễn. Yeah. Mà nó đó. Thì từng cái điều nhỏ nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con. Yeah. Nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Yeah. Hiểu không? Yeah. Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và đã có. Yeah. Gửi ý của chị Vân quá tuyệt vời. Yeah. Dạ, con cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng nghe. Yeah. Rồi, chú cũng chúc cho con. Yeah. Hai mẹ con, mẹ tròn con vuông. Yeah. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Đúng. Yeah. Không? Và bé này là sinh năm mèo nữa. Yeah. Mèo vàng nữa. Yeah. Yeah. Rồi, chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương. Dạ.